Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2022, tại Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Chùa Đạo Nguyên, thành phố Tâm Kỳ, đã diễn ra cuộc họp giao ban giữa tiểu ban tổ chức đại hội với Ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh và Văn phòng giáo hội tỉnh bằng việc công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự cuộc họp có Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh, hòa thượng thích đồng nguyện phó ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh phó trưởng ban tổ chức đại hội phật giáo tỉnh trưởng tiểu ban tổ chức đại hội phật giáo tỉnh thường tòa thích viên trần ủy viên dự khuyết hội đồng trị sự phó trưởng ban kim chánh thư ký ban trị sự phật giáo tỉnh phó trưởng ban tổ chức đại hội phật giáo tỉnh đại đức thích viên quán phó thư ký kim chánh văn phòng ban trị sự phật giáo tỉnh đại đức thích viên hải ủy viên thường trực ban trị sự trưởng ban thông tin truyền thông phật giáo tỉnh phó trưởng tiểu ban tổ chức đại hội phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức thành viên các ban tiểu ban tổ chức đại hội Phát biểu mở đầu cuộc họp, Hòa thượng Thích Đồng Nguyện cho biết, nội dung phiên họp chủ yếu tập trung rà soát là tiến độ công tác của tiểu ban tổ chức cũng như sự phối hợp với các liên ngành khác. Hòa thượng mong muốn Trư Tôn Đức thành viên tiểu ban tổ chức đại hội Phật giáo tỉnh, văn phòng giáo hội tỉnh cũng như ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh tích cực phối hợp hoàn thành nhiệm vụ mà giáo hội tỉnh đã giao phó để đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 được thành tựu viên mãn tại cuộc họp đại đức thích viên quán đã báo cáo tổng quát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội theo đó cho đến nay các công tác chuẩn bị đại hội được tiểu ban tổ chức phối hợp với văn phòng ban trị sự phật giáo tỉnh gấp rút triển khai các công đoạn còn lại như trang trí hội trường trao cờ pano biểu ngữ chào mừng đại hội trong và ngoài hội trường cũng như trên các tuyến đường khu vực trung tâm văn hóa tỉnh trụ sở văn phòng giáo hội tỉnh được chư tôn đức phân công cụ thể Ban Thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh lập kế hoạch thực hiện triển lãm hình ảnh hoạt động Phật sự tiêu biểu của Giáo hội tỉnh với chủ đề Phật giáo Quảng Nam 25 năm xây dựng và phát triển 1997-2022. Dự kiến sẽ trưng bày với 500 ảnh tư liệu thành tựu Phật sự những dấu ấn trong 25 năm qua của Giáo hội tỉnh Quảng Nam, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 6. Triển lãm sẽ được khai mạc vào lúc 16 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2022. Ngoài ra, Ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh còn phối kết hợp với Ban thư ký đại hội tổ chức trình chiếu các nội dung phóng sự về hoạt động Phật giáo tỉnh, thường xuyên cập nhật thông tin về đại hội, thông cáo nội dung, chương trình đại hội đến các cơ quan truyền thông khi cần thiết. Sau cuộc họp, Chư Tôn Đức cũng đến khảo sát địa điểm tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ sáu tại Trung tâm Văn hóa tỉnh số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Tâm Kỳ. Chưa cùng ngày, Thượng tọa Thích Viên Trần, Phó trưởng ban tổ chức đại hội Phật giáo tỉnh, trưởng tiểu ban nội dung cùng Chư Tôn Đức Văn phòng Giáo hội tỉnh cũng tổ chức phiên họp nhằm chuẩn bị tốt các văn kiện phục vụ cho đại hội sắp tới. Theo chương trình dự kiến, phiên trụ bị đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức vào chiều ngày 9 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, số 8 Trường Hưng Đạo, thành phố Tâm Kỳ. Đại hội chính thức diễn ra vào ngày 10 tháng 9 với số lượng khoảng 400 đại biểu tham dự, sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Thông tin tổng hợp Phật sự Online TV và trên kênh truyền hình Phật giáo VCB.